cấm, đấy là Vi và Kalista Azir. Vi và Kalista cho đến thời điểm hiện tại là hai tướng duy nhất có mặt 100% trong cấm và chọn. Vi mới được chọn có một lần, còn lại toàn cấm. Trong khi đó Kalista thì được thả ra nhiều hơn, nhưng đều là những cái chiến thắng hết sức thuyết phục. Đối đầu với Fnatic thì tốt nhất là nên cấm con Vi này, vì rõ ràng Razok đã thể hiện quá tốt ở giải đấu quốc nội rồi. Trong khi đó thì đúng rồi, check it up, quyết định lấy luôn Lucian, chiến lên, lướt lên, tức là họ muốn lối chơi chủ động và có thể mở bài bằng con Lucian liền. Và hơn nữa thì họ không có thiên về giai đoạn late game một nhiều. Ở bên phía bên kia chúng ta có Aphelios, xin chào, xuất hiện của Lulu. Có vẻ như là quyết định sẽ muốn đảo đường đến từ Fnatic, bởi vì dù sao thì họ cũng đã rất có kinh nghiệm với cái chiến thuật này khi đánh ở LEC vòng playoff rồi. Và họ đã bản thân họ tự cấm đi những cái chất tướng mà có khả năng đè mạnh ở giai đoạn đầu như là Draven hay Varus, với một chất tướng có thể kéo lết mạnh như là Senna. Nên họ quyết định sẽ lựa chọn những cái xạ thủ mà nó thiên về kéo dài ván đấu một chút. Nhưng đây là Aphelios vẫn chưa biết là có đi với Lulu hay không. Đây là một cặp đôi có thể đối đầu. Lucian Nami về cơ bản chất nếu tướng, nếu như gặp Aphelios Lulu thì Aphelios Lulu sẽ dẫn trước trong khoảng chừng 2-3 cấp độ đầu. Họ sẽ có hai lựa chọn tiếp theo. Họ đã lấy đi Nami rồi, bây giờ sau đó mới bắt đầu Lucian Nami mới bắt đầu từ tầm 6 trở đi á thì mới thật sự có ưu thế. Và bây giờ top esports họ có thể sẽ cần phải cấm những vị tướng mang thì tướng tay dài và đẩy lẻ. Tại vì trước đó thì cặp đôi Lulu Aphelios nó trade dam tốt hơn, tầm hoạt động của nó cũng tốt. Nó sẽ lấy lợi thế bằng cách đẩy lính sớm. Những vị tướng đánh chung với nhau khỏe, và hơn nữa thì khắc chế là một phần nào đó sức mạnh của con bài Xin Giao này, ví dụ như là Orianna kết hợp với cả Sejuani. Đúng là như vậy. Ở Sante lấy sớm hả? Cũng chưa lộ ra rừng với cả đường sữa. Và Sante lấy sớm tại vì mình nghĩ là tụi top nó không nghĩ rằng đám Fnatic nó đánh con TF á, nó không sợ con TF đâu. Thế này cảm giác được là Oscar. Với lại đã đánh Aphelios rồi, không còn Azir. Thì bây giờ bên phía Fnatic đang cần một con tướng chống chịu đường trên cho Oscar. Cũng được để có thể đúc đồ cho Aphelios để lựa chọn là Odin vào Noah. Dù sao thì Aphelios cũng là một trong những tướng mà khi mà anh ta mới xuất hiện ở LEC, anh ta đánh nhiều nhất, anh ta đánh tốt nhất, và đây có thể coi được là Fnatic quyết định là sẽ Odin cho cánh dưới của mình rồi. Như vậy là họ quyết định cấm đi những vị tướng mà bây giờ nếu mà đánh an toàn thì Fnatic lấy mid Orianna. Là họ đảm bảo cái sự an toàn dành cho Orianna, Aphelios, xin giao Lulu một cái đội hình, cái form đội hình rất là dễ vận hành. Trong khi đó top esports họ đã cấm đi đánh chiêu chiêu farm farm, quyết định cấm đi Zac, một vị tướng Oscar. Cấm Zac là hợp lý nè, tại vì đường trên cần tăng tướng Saiyan thì gần đi. Ok, chốt tăng luôn đường rồi, rồi. Một trong những tướng giúp các bạn như vậy là chốt tăng sớm cho Humanoid chọn cuối trong trường hợp mà top có bài lạ của Kram clear bãi quái rừng nhanh hơn. Và con Saiyan cũng là một chất tướng mà bạn có thể đi 1 đánh 2 được nếu mà quyết định đảo đường. Xin giao không sợ Ori nè, top esports ở thời điểm hiện tại tôi thấy xin giao của Fnatic sẽ giúp nó uy hiếp của Ori. Đội hình của top esports nhưng đã rừng CC nha, Ari rồi thì rừng phải có CC. Một chút khả năng khống chế ở trong khu vực rừng nữa. Vũ công hoặc là Viego đẹp, rất là hợp lý trong tình huống này. Bởi rõ ràng khi mà đánh chung với cả Ari và hơn nữa thì có một cái khả năng chống chịu nhất định của top cần rừng rồi. Thì người chơi đi rừng của rồi Ari Wukong có thể nghĩ tới việc là Viego, Viego đánh sớm hơn trong vai trò đi rừng, thì Viego là lựa chọn hoàn toàn hợp lý ở trong tình huống này. Hoặc là Wukong phát thích đánh con Ori vẫn được, con Ori đánh vô chỗ này vẫn được, phát thích đánh Ori vẫn được so với cả Kasate thì an toàn không có đánh lại. Và hơn nữa Salad hô Salad ngon, Salad ngon chắc ở mid game nó sẽ nhiều đột biến lớp lăng thì có thể được luôn, cần phải đổi được chiến so sánh với chất tướng pick sau mà lại pick một cái tướng để cho Humanoid bên cuối đánh một lớp lăng bị thu thiệt hơn thì nó là không hợp lý với chút nào. Một ván đấu hiếm hoi mà chúng ta nhìn thấy quyết định là tin vào khả năng của Humanoid. Humanoid đang phong độ rất là tốt nha anh em. Thả ra Humanoid quyết định không sử dụng từ đoạn cuối của LEC vừa rồi cho tới sau trận với Gam thì Humanoid vẫn đang phong độ khá tốt để đi đối chọi lại với một con Ari bên phía bên kia. Anh ta nghĩ rằng nếu mà mình sử dụng Orianna thì cái khả năng cơ động ấy nó sẽ bị kể cả khả năng kém cơ động của Orianna sẽ bị khai thác bởi những chất tướng như là Viego, như là Ari, thậm chí là một con Nami từ với chiêu cuối từ xa nữa. Nên quyết định lớp lăng sẽ là một lựa chọn an toàn và cũng có thể kết hợp tốt với lượng sát thương của Xin Giao. Đúng vậy, bởi vì hơn nữa thì lớp lăng cũng là con tướng mà được tăng sức mạnh ở trong phiên bản 4.8 này, và hơn nữa thì lớp lăng có khả năng chơi trên cơ hơn nhiều so với cả Ari ở thời điểm trước cấp độ 6. Do đó quyết định của Top Esports đó là là quyết định của Fnatic. Fnatic đó là họ muốn đè lên ở thời điểm đầu ván đấu ngay, và hơn nữa thì họ sẽ tạo ra những cái áp lực rất lớn kết hợp với cả combo cặp đôi Xin Giao cùng với cả lớp lăng này.
để giúp cho Aphelios cùng Lulu. Mình khá là thích cách mà bên phía Fnatic chọn con lớp lăng này, nó thể hiện một cái lối chơi diễn ra giữa chủ động hơn so với cái lựa chọn Ori mình nghĩ ban đầu, thì nó hơi bị hiền quá. Sai lát rồi đẩy qua lớp lăng là ngay hay hơn, mạnh mẽ hơn. Từ đại diện của châu Âu và Top Esports thì sẽ thi đấu theo kiểu bình thường. Tuy nhiên hoàn toàn có thể là Top Esports chủ động đã đổi đường trước để bắt vào cái lối di chuyển của Fnatic, thì lúc đấy họ cũng sẽ có những đường có lợi hơn. Bởi vì dù sao thì Lucian Nami, cặp đôi này là một cặp đôi đánh rất mạnh ở giai đoạn đầu. Nhưng ở cấp độ 1 thì cũng chưa có quá nhiều gọi là đe dọa. Còn 3 cấp, nếu mà bạn đổi đường thì thực ra họ có thể yên lành lên cấp độ 3. Và sau cấp độ 3 thì chúng ta nhìn thấy là FlyQuest đã có một pha gọi là đổi đường trước, lấy cấp độ 3. Có cấp độ 3, mình xuống mình giao tranh, thì lúc đấy Lucian Nami rất mạnh. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cặp thi đấu giữa Harden Top Esports Pro với cả Fnatic. Đây là cặp thi đấu ở nhánh thắng. Đội nào giành chiến thắng trong cặp thi đấu này sẽ chính thức bước vào vòng phân nhánh. Và Top Esports ở đội xanh, trong khi đó thì Fnatic họ sẽ xuất phát ở đội đỏ. Và chúng ta sẽ cùng đến với những học siêu cấp đến từ cả hai team. Chúng ta có đòn phủ đầu đến từ Chucky Love và một cái thiêu đốt nữa, anh ta thi đấu rất cháy. Cream cũng sử dụng cho mình sốc điện, bên kia Humanoid cũng là như vậy thôi. Cả hai người đi rừng sẽ sử dụng cho mình là chinh phục. Đường trên thì cũng hoàn toàn giống y hệt như nhau, cũng không có gì khác biệt cả giữa Kassante cộng với cả Saiyan của Oscarini. Đáng ping rất nhiều đến từ cả hai team. Và Oscarin bắt đầu đang di chuyển cùng với những người đồng đội của mình. Jun là người đi trước, một con mắt được cắm ra từ Crims. Và bây giờ anh ta đó là muốn di chuyển. Máy quét được bật lên, Meiko bắt buộc phải lùi về. Zaki lớp anh ta sử dụng cho mình là chiêu W trước đó. Như vậy là Fnatic có bài. Còn ở đây này thì sao? Oscarin đang bọc sau Tian, có thể sang không hiểu với Trang đây. Chưa dám dấn lên cao, Kim đang tạo ra một cái góc khá là khó chịu ở bên này. Và tiếp tục ném ra những quả cầu của mình, khiên được búp lên. Đây là 5-5 ngay từ những phút đầu tiên. Và cú nện tàn khốc được mở đường tung ra, lao thẳng vào tứ bên nơi. Những người đang thiếu máu đó là Oscarin và có được cấp độ 2 hai bên mình. Từ Razok anh ta ăn xong bãi chim này, pha tấn quyết tâm vậy ta, tấn công Meiko. Góc là góc đang tạo ra một sự ép góc rất khó chịu. Zaki lấp bắn vào người của đối phương và anh ta bắn khá là đau hồi và nó kích hoạt lên. Và Razok đang có phong lôi thương, tiếp tục lao thẳng vào đối phương nơi. Và ba sau chín đang thấp máu lắm rồi, trong đó ngược được lại cũng đã thấp máu, đó là Oscarin. Và sau đó tất cả hai team đều lui về. Ta thấy là Fnatic sẽ mất nhiều phép bổ trợ hơn. Chà, Fnatic không lời lắm nha. Hai cái của Jun và một cái hồi máu đến từ Noah. À, còn bên phía của Top Esports, mục đích ban đầu là cướp rừng thì không được. Nhưng mà non con cái là thằng Humanoid sẽ lợi máu rất là nhiều ở đường giữa. Fnatic bây giờ nếu không đảo đường thì họ sẽ bị đè cực kỳ mạnh đến từ. Nhưng mà đường dưới bắn rồi. Phép bổ trợ của Lucian Nami. Đường dưới bắn rồi. Tien anh ta bị cướp bắt được bãi quái nên ta ngay lập tức quay ngược trở lại để có thể cướp vào rừng của đối phương. Đường dưới lỗ spell ban quá. Rừng của đối phương đang đứng đầu rút cấp độ 1. Nhưng anh ta chạy thẳng vào rừng của mình để tấn công và tạo ra một cái sự khó chịu lên người của Tien. Sau pha tràn vô đó thì Fnatic lời ở mid. Nhưng mà thua ở bot. Rõ ràng chúng ta thấy là phép bổ trợ đang là lợi thế dành cho Zaki Love cùng cả Meiko. Chính xác như vậy, anh ta về anh ta mua được thêm hai bình máu mà thôi. Tiếp tục đi di chuyển ra. Về hồi máu và anh ta cũng biết rằng Zaki Love đang muốn đóng băng đợt lính này. Nên quyết định là sẽ không nấn ná ở đây để làm gì cả. Về nhà và khi mà lính tràn vào trụ thì Jun sẽ đỡ cho một round. Cũng như là Jun cũng có thể tranh thủ hít thêm một chút kinh nghiệm để có thể lên được cấp độ 2. Kèo đường giữa thì nếu mà 1-1 thì con lập lăng rất là khỏe. Khỏe hơn so với con Ari. Thì chúng ta đang thấy là những cái sự hiện tại là thằng Cream khó rồi đó. Thì được vào đấu nó đã bị giải quyết đi bằng một pha xâm lăng rừng đến từ Fnatic. Bởi vì lúc đó là lúc mà Zaki Love cùng với cả Meiko trước cấp độ 3 thì hơi khó khăn, nhưng anh ta lại là người tạo được thế trước do lợi thế về phép bổ trợ. Và hơn nữa thì khi mà đối đầu 1 vs 1 như này, Kassante sẽ có được những lợi thế nhất định so với cả Saiyan. Và bây giờ thì để xem là Top Esports họ sẽ bào được bao nhiêu lớp khi trụ đầy Razok là một số đường dưới này. Và anh ta đang muốn bọc sau một con mắt đã cắm ra đến từ Top Esports từ trước đó rồi. Bây giờ thì Razok bị lộ diện và cấp độ 2 đến từ Noah nhưng thiếu CC. Cấp độ 1 mà thôi, đánh dấu như chưa có hiệu khống chế. Lấy tốc biến thôi. Bọc sau tiếp tục. Đánh thẳng gần lấy tốc biến nè. Có hai cái bổ trợ tốc biến ở trên người của Zaki Love cùng với cả Meiko lao thẳng vào. Và anh ta tấn công không cần phòng lối thương trước. Hất tung hay không đây? Hất tung một người Zaki Love nhưng sát thương lại chưa đủ thiêu mất. Chưa đủ sát thương của Razok. Và Razok anh ta bắt đầu tốc biến về và pha trao đổi này không tệ. Rõ ràng bên phía của nói chung là mất cái tốc biến chạy về nhưng mà gỡ được áp lực. Toán khó ở đường dưới nhưng vấn đề là bớt được áp lực cho thằng Noah với thằng Jun. Có thể tiếp tục farm nó lấy cho mình con cua. Nếu anh ta không ăn được con cua này sẽ rất là phiền. Trong khi đó Thiên anh ta xử lý biến số rất nhanh. Chấp nhận hy sinh để cứu thằng AD thôi anh em. Pha đó không xuống cứu rồi thằng Noah bắn sát rồi đó. Và nó khiến cho Razok bây giờ phải hy sinh để cứu Noah thôi.
không thể nào di chuyển được. Các bạn có thể nhìn thấy kìa, Nami di chuyển liên tục, bởi chúng ta biết rằng Razok chỉ có thể ăn con cua này mà thôi. Nhưng khi mà có Jun ở đây thì Razok quyết định sẽ phải gỡ lại bằng cái bãi chim này. Anh ta biết rừng trên của mình bây giờ là không còn gì cả, nên bắt buộc phải ăn được bãi nào thì ăn. Nhưng anh ta cũng đã bị lộ diện từ đối phương rồi. Điều này sẽ giúp cho cặp đôi Jack Killer cùng cả một cô sẽ dễ chơi hơn. 369 đang tạo ra một cái thế khá khó chịu trước Oscarinin. Oscarinin cũng tỉnh táo để anh ta né cái thần khí Autofo có hất tung này. Nhưng bây giờ thì Tia đang tới. Oscarinin không còn nhiều máu nữa. Đây là cơ hội băng trụ đang tích không băng được đâu từ 369. Nhưng quyết định của Tia đó là anh ta sẽ rút về ở trong trong này, bởi vì Saiyan vẫn còn đó nội tại, nên là việc bạn băng trụ với một lượng máu như vậy của 369 sẽ là không an toàn. Anh ta hoàn toàn có thể bị đổi mạng nếu mà cái nội tại của Oscarinin được kích hoạt và tấn công vào người của 369, nên lý do thi đấu an toàn đến 369 và Tien mà thôi. Khi mà Tien đang có quá nhiều lợi thế ở trong khu vực rừng của mình rồi, Razok bây giờ bắt buộc phải biến về. Anh ta không thể là băng trụ được khi mà phép bổ trợ Jack Club vẫn còn đó cái tốc biến. Trong khi đó Noah thì chưa có đủ lượng sát thương ở thời điểm hiện tại, bởi vì anh ta mới chỉ có một thanh kiếm Doran mà thôi. Rất may là Razok đã tìm được những bãi cỏ rừng để gỡ gạc lại được so với cả Tian. Trong khi đó thì Jacky Love cùng với cả Meiko, với việc mà Meiko đã mất đi tốc biến thì ta cũng sẽ cần chơi chậm lại. Mọi thứ thì đang diễn ra trong kịch bản của Top Esports, tuy nhiên lợi thế của họ không phải là quá nhiều. Nhưng bây giờ Humanoid lao thẳng vào tấn công Krim, cấp độ 6 đã có đến từ Humanoid rồi. Và thậm chí là cả Tian đều ra đường giữa này để hỗ trợ dành cho Krim. Nhưng Razok bây giờ anh ta có muốn đi thẳng vào rừng của đối phương hay không, hay ta muốn tấn công người Grim? Bây giờ Humanoid lướt tới, anh ta xích thành công của đối phương rồi gồng móng vuốt hắc ám đang chờ làm trái trong đây, quyết định không làm trái và Humanoid anh ta sẽ lùi về. Nhưng Grim không còn nhiều máu nữa, quyền kiểm soát à, hay người Noi đi lên không Razok. Người Noi đang ở trong một cái trạng thái phong độ rất cao nha anh em, để có thể hỗ trợ cho người đi rừng của mình cũng như là đường giữa. Ở thời điểm hiện tại các bạn có thể nhìn thấy là Grim anh ta rất e ngại lượng sát thương cấu rỉa của Humanoid. Rồi chơi khô máu tung ra, Oscarinin đang bị tích lâm và có chu cuối tung ra đến từ Oscarinin nhưng không lùi về được, che chắn quá hay và lao tới đến từ 369 hất tung hay ra, có thể solo kill chắc tấp về nhưng sát thương vẫn là chưa đủ, hất tung kịp đến từ con bài chiến và dốc này Oscarinin đang cố gắng né thật kia tấp phơ và người có mặt trước là Humanoid. Đúng là solo thì không lại, nhưng mà khi mà Razok anh ta đã di chuyển qua đường giữa và ta đi lên cánh trên, ở đường dưới cũng đang có đánh nhau. Có đánh nhau, Noah đã bị thiếu đốt và anh ta không hồi được quá nhiều máu. Và Jacky Love đang quá tự tin với con ác đó, Oscar mà nó né quỳ ác đó. Đường đối anh ta đang khiến cho Noah đang còn rất tấp máu ở trong trụ này. Lulu bắt buộc phải giữ đúp, Grim cũng đang tới, nhưng anh ta chưa có cấp độ 6, có dám lao tới không? Lướt tới và bị hóa cấp, mấy con rồi. Cũng là như vậy. Nhưng mà Lulu double kill thì không sao. Hơn nha. Vấn đề là hai mạng hơn nha. Hơn nha. Cái đó mà double kill Chinoa là về đi cái game 1 rồi. Xạ thủ của bên phía đối phương, Jacky Love có được điểm hạ gục, trong khi đó Noah thì nằm xuống và hai điểm hạ gục dành cho một con Lulu không phải là một cái áp lực quá lớn. Đồng thời với lúc đó thì Tien cũng đã ăn được cho mình là ba con sâu hư không ở cánh trên rồi. Lợi thế của Fnatic bây giờ vẫn đang là lượng tiền khi mà họ đang farm tương đối ổn ở khu vực đường giữa cũng như là ở đường trên. Nhưng ở đường dưới này thì bắt đầu má thằng Jun hóa cốc giả mang. Nhìn về mặt cấp độ nhá, là không có cấp độ 6 cho Jun sớm. Lướt lên một cái chưa kịp bắn nó hóa cốc đúng nhịp đó. 4 mà thôi. Và bây giờ khi mà Meiko và Jacky Love có cấp độ 6 rồi, gọi là bị trào ngược liền. Có thể cấu rỉa và tấn công mạnh mẽ như thế này, bởi vì Noah không còn công cụ để có thể tự bảo vệ bản thân nữa. Nhưng rõ ràng chúng ta thấy Jun cũng xử lý biến số khá là hay ở pha thi đấu rồi. Tình huống rồi là Top Esports ý đồ của họ cũng là một tình huống mà Meiko chịu sát thương trước. Nhưng rõ ràng là cái hóa cấp của Jun cũng đã tạo ra cái sự khó chịu nhất định. Còn bây giờ sau pha trao đổi vừa rồi, tỷ số hiện tại đang là 3-1 và đã thích họ đang hơn đối phương tổng khoảng 300 tiền mà thôi. Nhưng Top Esports họ có được 3 con sâu và hơn nữa thì họ là một tấn công xuống đường dưới đây, cấp độ 6 tổng cấp độ 5. Tiana lao lên hơi cao, người ta lùi về với đồng đội của mình trong đó đường giữa, tiếp tục bị thả diều đến từ một bài Ari này. Và Humanoid, anh chàng này đang giữ một cái thế khá là khó chịu ở đường giữa. Tuy nhiên để xem là có giải quyết được cái vấn đề ở đường dưới này hay không đây. Jacky Love đã có thanh trừng nên bộ đôi của bên phía Fnatic cần phải cẩn thận trong pha thi đấu này. Rất có thể sẽ là một mở đầu với một pha thanh trừng và sau đó Thiên sẽ sử dụng cho mình cái tuyệt mệnh. Nhưng quán này là đợi Jacky Love gắn rồi đó. Phải là quá đẹp và họ cũng thấy rằng lợi mid là ban nào đó. Này đang thuộc về bên mình rồi nên họ không muốn đẩy đi nó đi quá xa. Con Ari này khi mà các bạn đã bị con Love lăng nó vượt lên rồi á là rất là khó gỡ. Nên anh ta luôn cực kỳ khó gỡ luôn. Và giúp cho, và khiến tại vì bạn đẩy lính cũng không bằng nó và bạn lên bạn ăn lính thì nó sẽ trade đam rất là dễ. Mặc dù nó đúp lên nó đấm vô mặt bạn hôn gió trúng thì chỉ đơn giản là nó đúp về thôi. Top bây giờ vô chế độ chờ Jacky Love gánh. Bây giờ đang chờ một pha tuyệt mệnh hay trang đây.
Trong khi đó thì Humanoid cũng đang tới, chi đang bị kẹt. Thiên ơi. Về với group của mình, bắt buộc tập biến lên xích đến từ Humanoid, đó là Thiên ơi. Hay Jacky lớp. Lớp lè ta kết liễu sản phẩm của đối đi rồi. Lớp không còn đường về nữa, tiếp tục là một tình huống ganh thành công đến từ Humanoid. Một pha rất tiện thể đến từ Jacky Love bởi vì anh ta bị hất ra bởi cái bán nguyệt thương của Razok đứng ngay trước mặt của Noah. Thì tiện quá, lướt lên tấn công và xạ thủ của đối phương luôn, gỡ lại được điểm một điểm hạ gục cho Top Esports. Nhưng đó là một pha di chuyển cực kỳ thông minh của Humanoid bởi vì anh ta đã có được lợi thế là Cream đã phải biến về và đi bộ ra và sử dụng cái dịch chuyển ra để đẩy lính mà thôi. Anh ta chấp nhận hy sinh một đợt lính khá to ở đường giữa để có thể hỗ trợ xuống hai cánh. Thanh trừng trước đó đã được mở ra rồi nhưng lúc đấy thì Thiên không có mặt ở đây để dồn vào. Né được chiêu cuối của Aphelos là một cái quyết định khá quan trọng bởi vì nếu cái chiêu cuối đấy trúng, lượng máu của Noah sẽ ở thế an toàn để bạn có thể giao tranh. Nhưng rất tiếc ở pha thi đấu này thì anh ta lại chưa hút kịp đủ máu và Jacky Love thì lại được ship đến tận mồm như thế này thì gọi là quá thơm. Jacky Love xử lý nhanh vãi. Rồi không biết là Lucian bây giờ ai là người hỗ trợ, ai là người xạ thủ đây, thậm chí có thể lên luôn món đồ AP chăng. Và bây giờ thì Jun được cắt cửa ra đường giữa này cùng cả Noah nữa, tiếp tục lên đây tập tiến để hôn gió. Lần này nó trúng rồi và thêm một bạn sắt đào. Ngon. Trời ơi, sắt đào dành cho Jacky Love với 600 tiền nuôi cho béo. Và bây rồi. Giờ đến lúc họ khai thác. Rõ ràng là vô thế để cho tình ca gắn rồi. Tốc biến và đang có tiền thưởng ở trên người thì Cream đã có một pha gọi là kiến thiết cực kỳ tuyệt cho Jacky Love. Mà các bạn không phải Nhưng Vũ nha. Đó Jacky Love cũng chẳng mất phép bổ trợ nào cả. Trong khi đó 369 ở đây đang muốn gạ Oscarin. Nhưng lần này thì Oscarin không muốn chơi bởi vì đối phương đông hơn. Đầu tư tốc biến xích lần thứ hai thì nó không trúng vào người của Cream. Và thậm chí là Meiko cũng đã có mặt ở đường dưới này nên là tạm thời thì Cream sẽ an toàn. Nhưng bây giờ ở đường giữa thì tạm là sẽ là 2-1. Jacky Love bây giờ có giao điện rồi, trong đó Noah đang rất là thọt ở trong ván thi đấu này. Ta chưa có bất cứ một điểm hạ gục nào nên là phải cẩn thận với cái lượng sát thương đến từ Jacky Love. Sau và lấy được mạng sát đao vừa rồi thế trận ăn nhanh con sâu rồi về nè. Nhưng rồi Jacky Love nó về nó mua đồ là mệt. Cũng phải hết sức cẩn thận. 5200 dầu điên. Một quay lính ở đường giữa rồi. Sẽ tạm thời chỉ là một con sâu dành cho Fnatic thôi. Nhưng không biết là họ có muốn ăn những con sâu tiếp theo hay không. Đây Jacky Love có thanh trừng, anh ta mất lướt rồi, anh ta mất đi truy cùng diệt tận. Có thanh trừng nha. Đang ẩn mình ở trên một cái lãnh thổ xương đen như thế này. Và Noah cũng đã có mặt ở đây, có vẻ như Top Esports họ muốn ăn người hơn là ăn con sâu này. Và thanh trừng tung ra lao thẳng vào chiêu cuối đến từ một con bài Oscar, đó là Sion này. Nhưng Tia đã bị giữ rồi, chân rồi, lại. Rồi bắn hết rồi, bắn hết rồi. Cú khá nhiều sát thương đến từ Noah và Oscar đương nhiên đang bắt hết. Và bây giờ sẽ là double kill dành cho Lucian của Jacky Love. Thêm 2 mạng nữa cho Jacky Love. Là Top Esports ở con sâu cuối này. Khả năng giao tranh của Top Esports là quá tốt pha thi đấu vừa rồi, đặc biệt là Meiko với những khả năng sử dụng chiêu thức của mình. Chiêu pha vừa rồi thì pha tích cũng gỡ được miếng lớp lăng Humanoid, lát nữa phải kiếm được Jacky Love nha. Người đi rừng của Fnatic đó là Razok. Meiko nãy giờ đánh cũng rất là tốt nha anh em. Meiko thả mấy cú thủy ngục toàn chính xác không á. Đằng sau và sau đó là một cú thủy ngục cực kỳ tuyệt vời. Ở bên kia thì 369 làm rất tốt cái việc là câu giờ và để cho Cream đến. Mặc dù chiêu cuối của Noah là cực kỳ nhiều sát thương nhưng Jacky Love vẫn đã có được điểm hạ gục và Thiên đã sử dụng được cái tuyệt mệnh một lần nữa để thoát đi. Top Esports có thể coi là có quá nhiều lợi thế trong pha giao tranh vừa rồi. Rõ ràng là 369 làm rất tốt nhiệm vụ của mình là anh ta giữ chân ba thành của đối phương. Nếu như có một thành viên còn lại của Fnatic họ kịp thời dướn lên thì có thể là làm nhẹ miếng đam, tết miếng đam, tết miếng đam. Và khi đó thì sẽ không nhặt hồn và có thể là lúc đó giao tranh sẽ được xoay chuyển hoàn toàn. Còn bây giờ thì sao? Hiện tại Top Esports họ đã có được 4 con sâu so với 2 sâu của Fnatic. Họ cũng đã kích hoạt được một con bọ hư không nếu như tiếp cận được công trình của đối phương rồi. Và tạm thời họ đang hơn là 1.500 tiền. Và hơn nữa cái lượng tiền đó lại rơi hoàn toàn vào tay của Jacky Love. Bây giờ thì Humanoid cũng đang hơn tiền so với Cream. Nhưng con lớp đang ở thời điểm hiện tại này chưa đủ độ đe dọa với một con Lucian của Jacky Love với sự bảo vệ của một con Nami. Mình thấy nãy giờ Jacky Love nói liên tục luôn, vừa gánh vừa con luôn á. Noah thì rất khó để Aphelos có thể gây được sát thương. Humanoid bây giờ phải tìm được Jacky Love. Chứ không thôi lát là nó bắn hết đó. Tốc độ farm này của con Lucian này là lát hồi phút được 15 nó cầm 2 món rồi. Giữa Fnatic vẫn đang thi đấu tốt nhưng các đường còn lại của Fnatic phải phòng thủ đến bao giờ đây và liệu họ có thể phòng thủ Humanoid xin cái mạng đi. Hôn gió hay này, tuy nhiên là có sống được hay không đây. Đang mai sống. Và Razok đang tới còn 2 lần phi hồ. Cream cũng không còn tốc biến nữa, đang chờ lính đẩy tới. Tốc biến lên và chơi thẳng mặt luôn.
đó là Razor, trong đó ba thành viên còn lại của Top Esports sau khi họ lấy xong con rồng này thì họ cũng lấy luôn cái trụ đầu tiên toàn bản đồ, đó là cái trụ đầu. Người Noi gánh được không? Người Noi với lại Jacky Love có ai gánh tốt hơn nè. Ai hành trực quá đầu đến từ Jacky Love. Một giai đoạn 2 đồ. À có 369 nữa. Lucian Nami cực kỳ khỏe và đặc biệt có thiêu đốt trên người của Jacky Love nữa cơ. Bây giờ là bất kỳ một thành viên nào của Fnatic đứng trước mặt anh ta trừ con Xin Dao với bán người thương thì tôi nghĩ là cũng không ai dám đỡ cái thanh trực này cả. Đúng là như vậy, và 369 đã tạo ra một cái khả năng pressing ở đường dưới này rất mạnh mẽ. Mặc dù anh ta lên bảng điểm số tới tận 2 lần nhưng do chất tướng đang giúp cho anh ta có khả năng chơi. Hai món rồi, vắng hơi đau đó, lướt lên cái có cái nội tại đại bác. Đòn phủ đầu bạc nửa cây đã có đại ba lên thành năm nửa cây 127 chỉ số lính kích hoạt tiền cộng thêm đến từ đòn phủ đầu và cái trụ đầu tiên đường giữa nữa cũng tương đối nhiều là cái trụ đường dưới đứng gần con Lucian này là nửa cây dầu để giúp cho Tian anh ta hướng tới là con sứ giả khe đứt. Lucian Nami ở thời điểm hiện tại là giai đoạn mạnh nhất của họ rồi, khi mà đối phương chưa có được cho mình khả năng chống chịu đến từ nhiều vị trí, họ chỉ có chống chịu của Razor cộng với cả Oscarindin thôi và nó không phải là quá nhiều. Humanoid có lẽ sẽ là không kháng phép, không kháng phép. Fnatic ở trong ván thi đấu này khi anh ta đang là người rất giành một tình huống tấn công của Razor và Humanoid, nhưng đã có dịch chuyển đến đây của Cream rồi. Có dịch chuyển từ Cream, có dịch chuyển tiếp theo từ Oscar, như vậy họ muốn bắt 369, 369 không có kháng phép. Đây là một thông tin khá là quan trọng. Dây chuyển tới thằng Cream phải chạy. Bất khả kháng cự tung ra. Cho người Noi mạng rồi. Nhưng dính xích Humanoid, anh ta nằm xuống. Trong khi đó thì sứ giả được thả lên đường trên và người đang tấn công trụ là Tian. Cái trụ đầu tiên ở phía trên đã lấy đi rồi, trong đó Humanoid đang bắt đầu múa lửa cùng với cả Cream. Nhưng rõ ràng nhưng mà ở giữa ai cản Jacky Love lại đi kìa. Có đang cố câu giờ dành cho người chơi đi rừng của mình phải. Ghê. Ghê. Và đủ sát thương solo kill dành cho Humanoid. Humanoid đánh quá ghê, với lượng đồ như thế này anh ta có một lượng sát thương cực kỳ lớn, mặc dù Cream cũng đã có. Đánh vậy sao emo nó thở nổi nay được về việc. Tuy nhiên cà rem kem cây của top mà cũng là nó đái ra máu. Mà thôi, tất nhiên là việc anh ta nằm xuống thì là một biến số rồi. Nhưng họ cũng đang đẩy rất mạnh mẽ vào cái trụ 2 ở khu vực đường giữa, cũng như là trụ 2 ở khu vực đường trên của Fnatic. Humanoid lấy được trụ 1 ở khu vực đường dưới này thôi. Nhưng tuy nhiên Top Esports cần phải cẩn thận nhé, bởi vì nếu bạn để cho một con LeBlanc quá xanh như này ý, thì lát nữa nó sẽ là một biến số, khi mà Nami là một tướng cực kỳ dễ bị sốc sát thương bởi LeBlanc. Đúng là như vậy, kiểu lên đồ của Humanoid là full sát thương. Anh ta lên rất nhiều chỉ số sức mạnh phép thuật cùng với cả xuyên kháng phép nữa. Do đó những cái mục tiêu yếu máu mà gặp cái kiểu lên đồ này thì sẽ... Không, nếu mà cái kịch bản như này, tại vì Jacky Love chỉ cần lướt sai một cái thôi mà Jacky Love nằm xuống là bên phía của top cũng hết đam nha. Tại vì thằng Cream nó cũng không có đam. Còn Santé qua 69 thì cũng không xanh lắm. Tức là cái ván đấu này cũng chỉ một khoảnh khắc mà tình ca của chúng ta mà Maiko dọn cỏ không kịp thôi. Là cái game cũng đi luôn. Một khoảnh khắc thôi. Đúng một khoảnh khắc bóp cỏ là cũng đi luôn. Hay là Humanoid sẽ là người tỏa sáng rực rỡ hơn ở trong giai đoạn sắp tới của ván đấu, bởi vì cả hai người đều đang cầm rất nhiều tiền của đội. Các vị trí khác gần như là cân bằng, các bạn có thể nhìn thấy được là không có chênh lệch quá nhiều giữa hai người đi rừng cũng như là hai người đi đường trên. Tuy nhiên đây là pha mà Cream anh ta rất cố gắng, quá cố gắng luôn, mà có lẽ anh ta sẽ phải trả giá chăng? Không phải trả giá, bởi vì Maiko cũng đã tới rồi, một tình huống mà cũng tương đối đột biến đến từ anh chàng này. Trong khi đó thì LeBlanc trong tay của Humanoid đang luồn sau. Luồn sau để tạo góc đẩy mid đây. Đó là hai lựa chọn dành cho Fnatic ở trong tình huống này. Cực kỳ đau. Đó đâu, hai carry đỏ nhau đó. Cream đã mất đi nhiều máu đến như vậy, có phải là giúp cho Fnatic họ muốn nhắm tới cái trụ đầu tiên hay không? Đây, Razor chạy thẳng ra khu vực hang rồng để kiểm soát tầm nhìn. Do là tạm thời Fnatic họ đang hơn người ở trong chỗ khu vực này, và tạm thời thì họ lại rút về rồi. Con rồng tiếp theo sẽ có thể sẽ là cuộc cạnh tranh đến từ cả hai team. Con rồng này sẽ là một con rồng rất quan trọng của Fnatic, bởi vì họ sẽ, nếu ăn được, họ sẽ ngắt được mạch rồng của Top Esports và sẽ giúp cho trận đấu được kéo dài hơn. Và các bạn có thể nhìn thấy được Aphelos và Lulu sẽ rất yêu thích một thế trận kéo dài kết hợp cùng con Saiyan nữa. Ui Maiko, má Maiko, hèn chi hèn chi mùa này top đánh ghê quá, má Maiko đứng kế bên. Nhưng vẫn bị dính hết tùng đến từ liên hoàn tam kích của Razor và anh ta phải nằm xuống. Jacky Love đã có đà, Oscar đang che chắn và anh ta bị dính hồn gió bắt buộc tốc biến về. Nhưng thế này là thế mà Top Esports có thể tiến ra hàng rồng mặc dù họ đang thua người so với đối phương. Má cặp boss này nó cháy quá anh em ơi. Có lợi thế về máu hơn rất nhiều, họ thua người nhưng Humanoid sẽ phải biến về. Đây không phải là bản đồ giúp cho anh ta có thể di chuyển ra, bởi vì đây mới chỉ là con rồng thứ hai thôi, chưa đổi bản đồ.
Nên là chúng ta nhìn thấy được Humanoid bây giờ đang tiến về, anh ta không có dịch chuyển. Bốn người còn lại của Fnatic đang muốn câu và Top Esports quyết định là sẽ bỏ khi mà Jacky Love đã nhận biến về mất rồi. Và như vậy căng nha, vẫn căng nha. Giúp cho Humanoid anh ta về nhà hồi máu và sau đó quay trở ra khu ba rồng. Một tình huống Fnatic họ căn ke thời gian chuẩn xác và họ đã có được con rồng này. Con rồng rất quan trọng để giúp cho Aphelios có thể farm về giai đoạn sau. Đây là nguồn sức mạnh giúp cho các thành viên của Fnatic họ có thể nuôi hy vọng là kéo trận đấu kéo dài. Mấy cô đi kè kè luôn mà. Thấy được là những cảnh nó tương đối tương phản giữa Jacky Love và Noah cũng như là Humanoid và Cream. Một đẩy có thể ngục vô lớp lăng luôn mà. Tốt rồi, nhưng mà Jun đã làm tất cả mọi thứ để Humanoid không nằm xuống. Chúng ta tưởng tượng điểm shutdown này và tiếp tục rơi vào tay Lucian. Hết chiêu. Hết chiêu của anh. Mới bảo kê anh Tình xong hết chiêu của anh Thiên rồi. Mako hơi cực. Đúng cái lúc mà Thiên sử dụng tuyệt mệnh xong, hất đối phương lên và hạ gục được người đi rừng của Top Esports. Và khi mà lấy được người chơi đi rừng của đối phương như bây giờ từ Razok đang muốn tấn công 369 kích hoạt tốc hành. Thực ra thì hai người này để mà lấy mạng của 369 là hơi khó. Thậm chí hai con đam đã khó đánh rồi thì bây giờ một tanh một đam thì chưa chắc đã lấy được mạng của con bài Kasate này. Rồi bây giờ thì như khi mà mục tiêu lớn ở trên bản đồ chưa xuất hiện nhiều, ngoại trừ con Baron này, thì có lẽ cả hai team đều sẽ thi triển lối đánh macro mà thôi. Chính xác là như vậy, macro thì có thể là Top Esports đang lợi thế hơn một chút khi mà họ đang kiểm soát được khu vực đường giữa. Trong khi đó thì Humanoid đẩy cánh thì chắc chắn là chậm. Không, mà mình công nhận là bây giờ mà Top Esports với lại fan LPL đang coi trận này, coi ván này với cảm giác căng thẳng vậy. Humanoid bây giờ cái món đồ thứ ba nhìn thì mày đúng là rất lực, nhưng mà khi mà đã coi nhiều Jacky Love là biết là một khoảnh khắc là thua bất kỳ lúc nào. Thua bất kỳ lúc nào luôn. Món quá đắt tiền nên chỉ một khoảnh khắc thôi, một lượng tiền chênh lệch hoàn toàn vượt trội hơn so với Noah. Nhìn con Aphelios một cú lướt nhẹ sai hướng thôi là đi liền, cần phải farm thêm 10 phút nữa. Bao nhiêu tiền là anh cầm hết rồi, phải tầm hơn 4k tiền giữa hai xạ thủ mất. Nhưng bù lại thì ít nhất là Fnatic họ có một con lớp lăng trao tẩy Humanoid cũng out, so với pháp sư bên kia cũng sẽ tầm khoảng ít nhất là hơn 3k tiền. Và từ đó thì cũng sẽ làm nuôi hy vọng để giúp cho Fnatic họ có thể cấu rỉa máu trước khi thềm giao tranh bắt đầu. Và tạm thời thì để xem là hai team họ sẽ thi triển một lối đánh như thế nào. Thì tôi nghĩ rằng Lucian của Lucky Love sẽ được tiếp tục đẩy ra đường giữa, bởi vì anh ta có sự hỗ trợ từ Mako lướt lên để bắn và tạo ra một cái lợi thế về máu. Trong khi đó thì Oscarin có thể đẩy ở bên cánh và sau đó anh ta chạy đi cùng với những người đồng của mình. Còn lớp lăng của Humanoid sẽ là người tấn công trước. Còn bây giờ thì sao nào? Kasate 369 đang rất cái gì mà thua răng vàng mà bên Jacky Love nó đánh như vậy. Rồi rồi. Ai à, ai à, sấy. Ai à, Oscar lao thẳng vào đây, cố gắng báo án. Mako bị làm chậm, Mako tốc biến qua tường và tạm thời sẽ được Grim lên. Anh ta lấy được mạng của người chơi hỗ trợ đối phương. Bây giờ là 4-4, có phi hồi nhưng bây giờ Quim chỉ có một lần phi hồi mà thôi. Anh ta lùi về được ở trong cái này, như một tiên bị chân lại, anh ta lùi về à, rồi một đống tiền cho Jacky Love. Một pha mà bên phía của Fnatic đã truy đuổi một cách không cần thiết và cái khe hẹp này vẫn tiếp tục giao tranh. Tuyệt mạnh tung ra bắt buộc Jun tấp biến về 369, ta lùi về một nhịp, sau đó anh ta quay trở lại cùng với những đồng đội của mình. Và tạm thời Top Esports sau khi họ lấy xong mạng của Humanoid, họ đang có thế để nhắm tới những mục tiêu tiếp theo. Và Baron chăn Jacky Love thì quá mạnh, còn Oscarini thì quá yếu trong pha giao tranh. Toàn rồi. Thấy Oscarini tung bất khả kháng cự, ăn trọn cái thanh trừng của Jacky Love vào và anh ta nằm xuống ngay lập tức. Sau đó anh ta chỉ có thể báo oán bằng cách đấy là khép góc Mako, khiến cho Mako phải tốc biến xuống hàng Baron để cho Humanoid có được một điểm hạ gục mà thôi. Trong khi đó 369 với chất tướng Kasate đã làm rất tốt rồi. Dụ Oscar là quyết định hy sinh luôn mà. Và Oscarin cũng không có cách nào cả, bởi vì anh ta mà né ra khỏi cái thanh trừng này thì nghĩa là đồng đội của anh ta ăn quyết định phải lao lên hy sinh luôn mà. Jacky Love mà thôi. Humanoid sau khi anh ta có được một điểm hạ gục nhưng anh ta không giật về. Humanoid tính chơi Jacky Love nhưng mà lớp tỉnh quá. Nhưng khi phải đối sao mà đẩy cái xích vô đầu dễ như vậy được. Thì ở thời điểm hiện tại không có nhiều cơ hội trong con lớp lăng khi đối diện với con Lucian. Chạy qua Jacky Love này chạy quá. Nếu như Humanoid ta quay trở lại đánh Ari của Grim thì có thể là Grim sẽ nằm xuống rồi. Thì mọi thứ nó sẽ không tồi tệ đến như vậy. Nhưng Grim ta bị giữ chân lại, vẫn còn một lần phi hồ. Nhưng việc out 2 cấp giữa hai người trên đường giữa thì Grim phải hết sức cẩn thận trong những tình huống solo tiếp theo. Trong khi đó thì để xem 369 anh ta đang muốn làm gì đây. Anh ta muốn lấy cóc này nhưng không, cóc thuộc về Oscarini. Hai người đã có một pha tranh cướp một con cóc tương đối là thú vị, nhưng vấn đề bây giờ ấy vẫn sẽ là câu chuyện ở đường giữa, bởi vì xạ thủ của Top Esports mạnh hơn nên họ có thể đẩy đường giữa và kiểm soát cái đường mà đi từ đường giữa sang đằng sau búa xanh này và hướng ra hàng rồng. Cái đường này là một cái con đường rất huyết mạch và anh ta đang tranh so với Noah gần 5k tiền, không nhìn cực kỳ khó.
các bạn biết mấy kiểu mấy con Lucian mà thì lớp long cũng không phải là một tướng Lucian gọi là này này mình dùng một cái ví dụ có thể bị 3 hay 4 người ra tấn công nên ta phải đi cùng team và dẫn bị đẩy về. Anh ta bây giờ kết bạn là chiều cuối nhưng làm xuống ngay lập tức với cái tuyệt mạnh đến từ một con bài Virgo kia, và Oscar thì cũng phải đi cùng với những người đồng đội của mình. Và thực họ chịu rồi, phân tích không cản đâu con Lucian nè. Mặc dù anh ta không có nhiều mạng ở trên người nhưng không nói không nói tỏ ra cái độ khó chịu cần thiết để giúp cho đồng đội đánh theo anh thằng này. Bây giờ là định nghĩa Lucian smurf game luôn rồi. Đối phương không có rừng, đối phương không có tăng cơ. Bot smurf game chứ không, quên phải Michael nữa. Định nghĩa cặp bot smurf game. Pha giao tranh như vừa rồi đấy là pha giao tranh đánh từ trước ra sau và bạn không có góc để vòng ra tuyến sau của đối phương. Nên có lẽ Michael đánh vậy mà Jackalop muốn vấp cũng không nổi. Một cái con rồng mà thôi, đây mới chỉ là con rồng 2 của họ. Trong khi đó với khả năng kiểm soát đường giữa này thì con Baron sẽ giúp cho Top Esports ít nhất là lấy được một bắn cặp boss pha tích gọi là mất màu luôn mà nhiều hơn với không thấy xuất hiện trong game đâu mà các bạn, nãy thấy Noah với Zul là không còn trong game luôn mà không có bất cứ một thành viên bắn cho rời game, nó định nghĩa bắn cho rời game luôn đó. Đến từ anh chàng Jackalop này nhưng do là tiền chưa đủ, Jackalop với Michael bắn cho Noah với Zul là quit game luôn rồi, sáng để chạy nhanh hơn và sau đó thì không có bất kỳ tác dụng gì luôn. Đây chúng ta sẽ cùng xem lại tiếng này. Vâng, một pha giao tranh mà bạn bị đứng vào một khoảng không gian nhỏ hẹp như này thì những cái đại hồng thủy hay là thanh trừng là rất đau. Một pha bật bắn về thương nhưng bạn không thể chống được sát thương từ tuyệt mệnh của con Virgo. Và sau đó thì Oscar Green đâm vào. Thực ra đội hình của Fnatic là một đội hình mà bạn bắt lẻ rất là tốt. Và bạn hoàn toàn có thể khởi động từ xa với một chiêu cuối của con Sion để lớp lăng lao vào kết liễu. Nhưng đây là một góc mà Humanoid không có góc để vòng. Mayco kiểm soát tầm nhìn quá kinh khủng. Đến từ Top Esports họ không cho con lớp lăng này cái cơ hội để mon men đến gần xạ thủ hay là hỗ trợ của mình cả. Và giờ thì Top Esports tôi nghĩ là cũng sẽ đẩy chiêu chiêu thôi, lấy cái trụ hai khu vực đường dưới và sau đó kiểm soát cái đường ra hang rồng này. Bạn kiểm soát được khu vực bùa xanh của đối thủ thì bạn nắm được quyền di chuyển nhiều hơn là chắc. Để xem nào. Ây, ôi, cái gì vậy? Vừa rồi bị bắn kìa. Và anh ta còn nửa máu còn nửa cây lát nó cầm vô cực chắc mà nó hai cái nội tại chắc là Humanoid mất màu quá. Ta đã khiến cho Razop không cứ kích hoạt chiều cuối sớm nên là từ đó là chiêu vô cực đó. Rất nhanh, mọi thứ nó hoàn toàn chuyển biến dành cho Top Esports khi mà người chơi đi rừng của Fnatic họ phải nằm xuống. Jackalop tiếp tục tự tin như vậy. Khi mà con lợp lăng xanh như này thì bắt buộc anh ta phải là người cấu rỉa máu trước. Nhưng chúng ta không thấy được một góc nào giống như anh Dương đã chia sẻ để giúp cho Humanoid có thể tìm tới mục tiêu. Và tạm thời thì Top họ đang chia người hai cánh có bùa lợi Baron và họ đang tiếp tục đẩy ở cánh giữa và cánh dưới này. Bây giờ Humanoid muốn dứt điểm. Humanoid gắn. Solo kill rồi. Có thanh trừng tung ra bất khả kháng cự đường sử dụng dây chuyền từ kích hoạt lên tiếp tục hất tung về Jackalop. Jackalop vẫn bị hất tung, người ta bị ánh trăng dẫn lối. Đang cố gắng đánh dấu cho đối phương nhưng Noah chưa bắn được. Người ta cũng không đủ mạnh để bắn như vậy. Tuyệt mạnh được sử dụng. Và đó là Razop. Gian có dạng hồn của người chơi đi rừng đối phương 369 đang không có cỏ nào cả. Mayco cắt hết rồi anh em ơi. Và AP không bắn được. Tiếp tục lao tới hất tung bởi liên hoàn tam kích. Và sau đó là đâm kill dành cho Jackalop. Gian lao tới và anh ta bắt buộc lùi về. Sát thương của trụ là đủ, tuy nhiên lợi thế vẫn đã thuộc về Top Esports. Đó là một pha mà Thiên anh ta sử dụng cái nhịp cuối cùng của cái liên cặp bot hai cúp lên, sau đó cái cặp bot hai cúp thế giới tình huống xử lý tay cực to đến các thành viên bên phía của Top Esports. Trong khi đó thì Fnatic trong nỗ lực cố gắng tỏa sáng của Humanoid, anh ta đã làm được việc là hạ gục đường giữa. Nhưng vấn đề là bốn người còn lại ở Top Esports thì vẫn còn quá khỏe, đặc biệt là Jackalop. Anh ta đã có một trận đấu mà tôi cảm giác được là bất kỳ một xạ thủ nào đều muốn. Đấy là một trận bắn rất sướng tay. Đúng là như vậy, và thậm chí anh ta có Mayco búp nữa thì lại càng sướng tay hơn. Mọi thứ dồn vào người của Jackalop ở pha thi đấu vừa rồi. Nhưng Jackalop bằng một cách nào đó anh ta vẫn sống, và hơn nữa thì xạ thủ của Fnatic lại quá yếu trong ván thi đấu này. Và chúng ta đã thấy một pha giao tranh hoàn toàn thành công. Top Esports bây giờ họ về nhà mua đồ và có thể sẽ là endgame. Đoạn đao Navori là trang bị mà Jackalop sử dụng chứ không phải là vô cực kiếm giống như là nhiều xạ thủ tương tác thường lựa chọn. Đây chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống solo kill giữa hai người chơi đứng giữa này. Người nói cố gắng hết sức rồi. Ông nội không nói, không trượt phát nào nên lượng sát thương dồn vào quá nhiều. Nhưng khi bạn tung ra nhiều combo đến như vậy và ở dưới này lại là 4 đánh 3. Mayco giữ một cái vị trí đẩy thủy ngục súng rồi đại hồng thủy rất hợp lý luôn. Và quan trọng hơn hết là Aphelios của Noah quá yếu, anh ta chỉ có hai món đồ mà thôi, lượng sát thương là không thể đủ kết thúc. Và khi đã có một người nằm xuống thì nó cái thủy ngục như chỉ thẳng vô đầu luôn mà có điểm reset đây. Nào vô gần Jackalop cái là thời gian cái thủy ngục được liên hoàn tập kích, người ta đâm can trường vào, người ta hất tua nói lên đây sao chịu đang sấy thanh trường. Queen cũng đang tới, Noah không được chơi với cái lượng người nói rất hụt rồi. Với cả Queen ở bên này thì Noah nhắm vào người Jackalop. Người nói xích hụt rồi. Người nói lẽ ra là ăn được, người nói xích hụt. Xích hụt. Bây
giờ top Vinsport họ sẽ đẩy thẳng nhà chính Lê Phương. Xin hụt, Ubanoi xin trúng cái đó là hơi cái lớp đi rồi nhưng mà xin hụt. Nhưng anh ta vẫn nằm xuống với cái lượng sát thương đến từ Tian và chiến thắng sẽ có dành cho top Vinsport. Quét sạch cái top Cặp bot gắn điên. Cái kiếm răng cưa của Jackie Love đã phát huy tác dụng trong pha thi đấu vừa rồi khi ta không bị dồn ra thương chết đến từ Humanoid. Kèm theo đó là tất cả những sự hỗ trợ mà Mako có, dây chuyền chuộc tội, các kiểu hồi máu của Nami và đảm bảo cho xạ thủ mình vẫn còn đứng vững. Thôi anh làm miếng nước. Quá quá đẹp trai. Dễ dàng ở ván đấu đầu tiên này. Gấp. Đợt này tình ca hơi gấp nha. Quá mạnh. Và giữa này hai người rất gấp nha. Tôi nhớ là khi kết thúc ván thi đấu này thì chỉ là hai món một chút dành cho Noah. Ai dí mà gấp ác luôn á. Khi mà về nhà thì anh ta đã đủ full 5 món rồi, không kể giày. Thì cái lượng chênh lệch giữa hai người chơi xạ thủ nó phải rơi vào tầm khoảng độ 7-8k tiền chứ không phải là con số nhỏ đâu. Và rõ ràng chiến thắng dành cho Top Esports ở trong ván thi đấu thứ nhất này là hoàn toàn hợp lý với cái khả năng dấu tên nha. Cặp bot đánh về chết rồi, một người thì bắn cháy, một người dọn hết cỏ. Có những điểm trừ đấy là Cream vẫn chưa thực sự là thi đấu thanh thoát lắm với quân bài Ari này, anh ta vẫn để Humanoid khai thác được trong những pha thi đấu mà anh ta chỉ cần câu giờ để đồng đội đẩy mà thôi. Đó có lẽ là những điều mà cả Top Esports lẫn Fnatic đều cần phải xử lý. Bài cấp 1 của Fnatic là tốt lắm rồi đó. Tạo qua được nhiều biến số lắm rồi mà bị gặp con Lucian này nó kinh dị quá. Có được những điểm hạ gục đầu tiên, tôi đã có cảm giác được là anh ta biết rằng đây sẽ là bàn thắng của Top Esports rồi. Và hơn nữa thì khi mà pick sau mà pick Sion mà không